Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký bên dưới như là động lực cho kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo về eSports. Và bây giờ mời bạn xem tiếp video. Đóng góp vào sự hấp dẫn trường tồn của mọi môn thể thao, bên cạnh chất lượng chuyên môn của các trận đấu, sự cuồng nhiệt của khán giả thì còn là những địa điểm chuyên dụng để tổ chức những sự kiện xoay quanh nó. Nếu ví mỗi môn thể thao là một tôn giáo thì những sân vận động, những nhà thi đấu là những ngôi đền thiêng liêng, là nơi để các tín đồ hay người hâm mộ tập trung cùng hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt để kết nối những người có cùng đam mê. Nhận thức được điều đó, những người làm eSports đã tạo dựng nên không khí những sân vận động hoành tráng, vinh dự được đăng cai nhiều sự kiện quan trọng của ngành công nghiệp tỷ đô này. Sau đây, hãy cùng Cảm Thể Thao điểm qua top 12 sân vận động eSports chuyên nghiệp đỉnh cao nhất. Caesars Arena Los Angeles. Mở đầu danh sách, chúng ta đến với sân vận động có thể nói là nổi tiếng nhất của Caesars, công ty phát triển game hàng đầu nước Mỹ, nằm tại thành phố Burbank thuộc quận Los Angeles, tiểu bang California. Caesars Arena Los Angeles có diện tích 6.785 m², sức chứa 450 người. Khai trương vào năm 2017, sân vận động này thừa hưởng những đặc điểm ưu thế của Burbank Studios, vốn ban đầu được thiết kế để phát sóng radio và truyền hình trực tiếp. Bên cạnh khu vực sân khấu trung tâm rộng 1.000 m² với phân khu thi đấu, phân khu kỹ thuật, phân khu hỗ trợ, sân còn có khu quà lưu niệm, không gian văn phòng. Hơn thế nữa, tại khán đài sân còn lắp đặt những màn hình LED 13.000 pixel để khán giả có thể tiện theo dõi những diễn biến của trận đấu. Các trò chơi từng được thi đấu ở đây tất nhiên là những game của Blizzard như Overwatch, Hearthstone, StarCraft 2. Yota Arena. Ở điểm cầu Moscow, Nga, chúng ta có Yota Arena. Mở cửa từ năm 2017 bởi công ty eSports với mục đích thay đổi thái độ của công chúng đối với thể thao điện tử nói chung và những game thủ nói riêng. Yota có diện tích 5.000 m² với sức chứa 1.000 người, để được xem là thiên đường của những tín đồ trò chơi điện tử ở Moscow, khi nó có một trung tâm mạng LAN, Frag Store với các mặt hàng eSports, phòng chơi game riêng biệt với game console và một khu vực theo chủ đề khổng lồ để xem các giải đấu trực tuyến. Bên cạnh màn hình khổng lồ để khán giả tiện theo dõi trận đấu, sân còn có quầy bar cho khách du lịch và đặc biệt là nội thất được thay đổi liên tục với concept dựa trên những loạt phim nổi tiếng như Fallout, Game of Thrones. Các game eSports từng được chơi ở đây là Dota 2, CSGO, Hearthstone, Warcraft 3, Reforged và Clash Royale. LOL Park eSports Stadium. Ngay từ cái tên của sân, người hâm mộ cũng biết được đây là nơi dùng để thi đấu game gì. LOL Park eSports Stadium được mệnh danh là thánh đường của LCK, giải đấu liên minh huyền thoại cấp độ cao nhất Hàn Quốc. Tòa lạc ở thủ đô Seoul, sân có diện tích 5.000 m² và mọi thứ đều được trang trí theo concept của tựa game mobile này. Có cả Riot Store để khách du lịch có thể mua sắm những món quà lưu niệm độc đáo. Điểm nổi bật nhất của sân vận động này vẫn là khu vực đấu trường với 450 chỗ ngồi để theo dõi trực tiếp những cuộc so tài đỉnh cao của LCK. Hơn thế nữa, du khách có thể trải nghiệm chơi game đỉnh cao với 100 slot tại khu vực PC Bar, hay nói gần gũi hơn là một phòng net siêu cao cấp dành cho tuyển thủ thi đấu. Full Sail Fortress eSports Arena. Nếu như ba sân vận động kể trên là những vũ đài eSports chuyên nghiệp đỉnh cao, thì cái tên kế tiếp dành cho sân chơi học đường. Tuy nhiên, không vì thế mà nó bị lép vế. Full Sail Bang Florida là trường chuyên đào tạo các chuyên ngành về truyền thông, nghệ thuật, giải trí, cũng như thiết kế và phát triển game. Không khó hiểu khi đại học Full Sail chăm chút cho thể thao điện tử đến vậy. Họ có một đội tuyển riêng và các phong trào thi đấu eSports của sinh viên cũng vô cùng sôi nổi. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng đó, sân vận động của họ có sức chứa 500 người cùng 354 màn hình với độ phân giải 10 triệu pixel. Đây là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của thể thao điện tử học đường nước Mỹ. HyperX eSports Arena Las Vegas. Nếu chúng ta đã biết khách sạn eSports là hình thức kết hợp phòng khách sạn bình thường với các quán net, thì khách sạn Casino Loser thuộc Las Vegas còn chiến hơn như vậy. Họ cho xây hẳn một sân vận động thể thao điện tử bên trong khách sạn mang tên HyperX eSports Arena Las Vegas. Mặc dù chỉ là một phần của khách sạn, nhưng HyperX không hề tầm thường. Nó có diện tích lên đến 2.800 m², cùng sức chứa 1.000 người. Các góc xung quanh sân vận động là không gian chơi game, khi được trang bị đầy đủ các thiết bị dàn máy từ PC đến console, giúp các du khách có thể chơi game giải trí thoải mái trong lúc chờ đợi.
khu vực sân khấu trung tâm rộng 130m2, với màn hình LED rộng 15m, sẵn sàng hợp tác với những tổ chức để đăng cai những sự kiện eSports hàng đầu. Fortress Melbourne eSports Venue. Tại điểm cầu Australia, chúng ta lại có một sân vận động nằm bên trong trung tâm thương mại. Nằm trên tầng 2, khu mua sắm Emporium Melbourne, sân vận động Fortress Melbourne eSports Venue với diện tích 2.700m2 được xây dựng hoàn toàn để phục vụ cho thể thao điện tử. Ngoài sân khấu trung tâm có 200 chỗ ngồi, sân vận động này còn có một phòng chờ LAN với 167, khu vực game console, phòng stream cho các KOL, influencer, dàn máy thùng, arcade và thậm chí là không gian dành cho những người thích chơi board game. Ngoài ra thì tại đây cũng có quầy bar thể thao với các gói combo đồ ăn thức uống vô cùng hấp dẫn. Sân cũng thường được dùng để đăng cai những giải eSports vừa và nhỏ. WePlay eSports Arena Kiev. Ukraine từ nhiều năm trở lại đây vẫn luôn giữ một tầm ảnh hưởng nhất định trong giới thể thao điện tử. Vì vậy, không khó hiểu khi họ cũng góp một sân vận động trong danh sách của chúng ta. Và đó là WePlay eSports Arena Kiev. Thuộc quyền sở hữu của WePlay eSports, một công ty cổ phần truyền thông chuyên tổ chức các sự kiện thể thao điện tử bắt đầu từ năm 2012. Sân với diện tích 1.000m2, có sức chứa khiêm tốn chỉ 160 người, nhưng lại được trang bị những hệ thống công nghệ vô cùng tối tân. Chính vì vậy mà các giải đấu, đặc biệt là Mortal Kombat, được tổ chức tại đây thường là thi đấu kín và chỉ được phát livestream để khán giả, nhưng vẫn mang độ uy tín rất cao và mang về dòng lợi nhuận cho công ty. eSports Arena Santa Ana. Đây chính là sân vận động eSports chuyên dụng đầu tiên của nước Mỹ. Từ một tòa nhà cũ kỹ ở Santa Ana, sân đã được hình thành với diện tích 1.394m2, mang sức chứa 1.400 người. Và giờ đây là phát triển thành một hệ thống chuỗi những sân vận động mang thương hiệu này để phục vụ các giải đấu thể thao điện tử trên khắp nước Mỹ, với tổng cộng 19 địa điểm. Không giới hạn cấp độ giải đấu cũng không phân biệt game. eSports Arena Santa Ana thân thiện với mọi tín đồ eSports. Ngoài ra, để đa dạng hơn dòng lợi nhuận, sân còn cho thuê thiết bị chơi game cũng như không gian cho các cuộc họp công sở. eSports Stadium Arlington. Từng là một trung tâm hội nghị, nhưng giờ đây Arlington trở thành trung tâm của những trò chơi thể thao điện tử với tên gọi eSports Stadium Arlington. Với diện tích thuộc top đầu thế giới là 9.200m2 cùng sức chứa 2.500 người, sân vận động đã được hoàn thành trong thời gian khá ngắn, chỉ hơn 6 tháng. Không gian khổng lồ cho phép sân chia làm nhiều phân khu với các mục đích sử dụng khác nhau. Mặt trước tòa nhà có khu vực arcade game, quầy hàng lưu niệm, một trung tâm LAN cùng khu vực thi đấu nhỏ để tổ chức các giải đấu địa phương. Sân khu chính được thiết kế vừa linh hoạt vừa hoàn tráng, với màn hình LED cao 15m, không chỉ dành cho eSports mà còn là buổi thuyết trình hay hội nghị lớn. Mặt sau của tòa nhà là khu vực dành riêng để hỗ trợ các đội tuyển thi đấu cũng như nhà sản xuất với phòng nghỉ ngơi, đại sảnh, phòng kỹ thuật, phòng caster. Fusion eSports Arena. Sau khi Blizzard Arena Los Angeles thông báo sẽ ngừng tổ chức giải Overwatch League, Philadelphia Fusion, một đội tuyển thể thao điện tử chuyên nghiệp, đã quyết định chơi lớn khi xây hẳn một sân vận động cho riêng mình để tổ chức các giải đấu, đồng thời cũng là gaming house. Chi phí ước tính rơi vào khoảng 50 triệu đô, với diện tích 5.574m2 cùng cơ sở vật chất tối tân. Khu vực khán đài sẽ có 3.500 chỗ ngồi, được lắp đặt cổng sạc USB, và nếu khách ở trong phòng chờ thì sẽ được cập nhật liên tục các số liệu thống kê của trận đấu. Đây là một dự án vô cùng tham vọng, được khởi công vào năm 2019 và dự kiến sẽ mở cửa vào mùa đông 2021, nhưng vì ảnh hưởng của Covid-19 nên tiến độ của công trình đã bị trì hoãn. Zhongxian eSports Stadium. Sân vận động ban đầu là một phần trong dự án thị trấn eSports của thành phố Trùng Khánh. Với kinh phí lên đến 215 triệu đô, sân vận động Zhongxian có diện tích 5.574m2, với thiết kế giúp theo dõi các trận đấu cả trong lẫn ngoài sân. Bên trong Zhongxian sẽ có 8 màn hình LED bao phủ xung quanh sân khấu, chính là 3.500 ghế ngồi trên khán đài. Bên ngoài sân cũng có màn hình khổng lồ để phát trực tiếp trận đấu. Chính vì vậy mà khán giả tại sân vận động này có thể lên đến 10.000 người. Sân được khánh thành vào năm 2018 và đăng cai một số sự kiện lớn như vòng chung kết CMEG 27, một giải đấu eSports Mobile Trung Quốc gồm 5 tựa game: King of Glory, Battle of Balls, Crossfire, King Shara, Freestyle, Basketball và Three Kingdoms Kill. Thật tiếc khi sân vẫn không được sử dụng nhiều do nằm cách xa trung tâm thể thao điện tử của Trung Hoa đại lục.
Hangzhou Esport Town save the last for best. Chúng ta đến với cái tên cuối cùng, cũng là cái tên chiến nhất, Hangzhou Esport Town. Trên thực tế thì đây không chỉ là một sân vận động mà là một thị trấn esport với diện tích lên tới 17.000 m², bao gồm học viện esport, một số trung tâm R&D thể thao điện tử, công viên giải trí mang concept esport và cả bệnh viện chuyên điều trị những chấn thương của thể thao điện tử. Khu vực đấu trường chính của thị trấn cũng là sân nhà của LGD Gaming, một đội tuyển đang chơi tại LPL với phần khán đài 600 ghế, 21 phòng VIP, phòng chờ cho tuyển thủ và cả quầy hàng lưu niệm. Đây chính là địa điểm sẽ đăng cai bộ môn thể thao điện tử tại ASEAN 2022. Với việc eSports đang ngày càng phát triển vượt bậc, danh sách của chúng ta chắc chắn vẫn chưa dừng lại. Mỗi môn thể thao đều cần những thánh đường riêng, vì vậy rất mong sẽ ngày càng có thêm nhiều địa điểm dành riêng cho thể thao điện tử hơn nữa, để những người có cùng đam mê được kết nối với nhau, tạo dựng một sân chơi hấp dẫn và lành mạnh. Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những video về eSports mới nhất nhé.